Vâng, Xuân Học xin chào mừng đến toàn thể các bạn đã đang theo dõi video ủng hộ trên kênh xe máy Xuân Học của mình. Vẫn là một hình ảnh quen thuộc của một chiếc xe Vision đời năm 2013. Và tình trạng của xe là không đề nổ khởi động được. Đây là xe Vision đời năm 2013 các bạn nhé. Khi mình bật khóa điện lên thì trên đồng hồ Tableau đã báo lỗi này. Các bạn cùng mình chú ý và đọc mã lỗi. Một nháy dài là 10, hai nháy nhanh là 12. Xe đang báo lỗi số 12. Các bạn luôn chú ý đèn báo lỗi FI này. Một chớp dài là 10 này. Và hai chớp nhanh là 12. Vậy lỗi số 12 là lỗi kim phun các bạn nhé. Xe thì không đề nổ khởi động được. Tiện đây mình kiểm tra chỉnh sửa rồi là sửa chữa khắc phục. Mình sẽ chia sẻ đến cho anh em và các bạn đang học nghề hay mới vào nghề, hay là những anh em mà ít va về cái dòng xe FI này, để anh em và các bạn tham khảo và áp dụng. Khi lỗi số 12 thì các bạn bật khóa điện, các bạn lắng nghe cũng không nghe tiếng bơm xăng luôn. Khi xe báo lỗi số 12 là lỗi của kim phun, đồng thời là bơm xăng cũng không hoạt động. Vậy thì cách kiểm tra và chỉnh sửa thế nào? Thì bây giờ sẽ gặp mời các bạn cùng nhau theo dõi kỹ video. Khi xe báo lỗi số 12, các bạn cần thao mở cốp pin và đây là kim phun. Bên cạnh là rắc điện của kim phun các bạn nhé. Và bước đầu tiên các bạn cần phải kiểm tra rắc điện của kim phun xem là nguồn đã cấp đến rắc điện này chưa. Bằng cách các bạn sẽ sử dụng đồng hồ hoặc bóng thử để các bạn kiểm tra. Nếu các bạn dùng đồng hồ, các bạn sẽ chuyển thang đua về vôn một chiều này. Các bạn sẽ nhận lấy, các bạn tháo mở rắc điện của kim phun này ra này. Rắc điện của kim phun thì sẽ có hai dây. Một dây màu đen trắng và một dây màu hồng xanh. Dây màu đen trắng là dây nguồn 12V sau khóa, cấp vào cho kim phun hoạt động các bạn nhé. Đây, nó sẽ cấp nguồn 12V vào cho kim phun. Dây màu hồng xanh còn lại là dây mát được cấp từ IC xuống, điều khiển thời gian phun xăng các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng bóng thử hoặc đồng hồ, các bạn sẽ kết nối vào hai nguồn của cái rắc điện kim phun này để các bạn tiến hành các bạn kiểm tra xem là nguồn cấp đã đến rắc điện của kim phun này chưa. Các bạn kết nối xong, các bạn sẽ bật chìa khóa điện này và các bạn quan sát đồng hồ. Khi mình kiểm tra cái dây nguồn của kim phun thì đồng hồ đã không hoạt động. Đến đây thì các bạn sẽ chuẩn đoán là bị mất nguồn của kim phun, cho nên đồng hồ sẽ báo lỗi số 12. Tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra cái dây màu đen trắng là dây dương nguồn sau khóa xem là có điện chưa. Bằng cách các bạn sẽ kết nối đồng hồ này vào nguồn dây màu đen trắng, nguồn còn lại các bạn sẽ kết nối ra mát này. Mình kiểm tra dây nguồn 12V sau khóa thì đồng hồ cũng đã không hoạt động, đồng nghĩa rằng là dây nguồn 12V sau khóa đã bị chạm, bị đứt ở đâu rồi. Cho nên các bạn cần phải tìm kiếm để nối lại dây nguồn cấp nguồn 12V sau khóa cho kim phun các bạn nhé. Và theo như kinh nghiệm của mình, và mình hay thường gặp, mình hay kiểm tra, thì như cái búa dây điện này thì qua quá trình xe vận hành lâu, quan sát thì hay bị đứt ngầm dây điện cấp cho tất cả các mạch nguồn cảm biến do là mạch nguồn của kim phun. Các bạn cần phải tìm kiếm xem là bị đứt dây ở chỗ nào các bạn nhé. Chỗ nào dễ thì mình sẽ kiểm tra trước, chỗ nào khó thì mình sẽ kiểm tra sau. Mình sẽ tiến hành kiểm tra từng bước một để tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, chỉnh sửa ban bệnh, bắt bệnh một cách nhanh và chính xác nhất. Đây các bạn, khi mình kiểm tra, tìm kiếm thì mình đã phát hiện là cái dây nguồn 12V sau khóa màu đen trắng của rắc điện kim phun thì đã bị quạ sát và bị đứt dây. Khi các bạn tìm kiếm mà bị đứt dây nguồn như này, các bạn cần tiến hành đấu nối lại dây nguồn. Và khi dây nguồn của các mạch điện kim phun mà bị đứt như này thì ở trên đồng hồ Tableau đèn báo lỗi sẽ báo lỗi số 12 là báo lỗi kim phun các bạn nhé. Đây các bạn, cái dây nguồn 12V sau khóa là dây màu đen trắng,
quá trình xe vận hành lâu, quả sát thì đã bị đứt ngầm như này. Cho nên dẫn đến tình trạng là xe bao loại số 12, xe đề không đủ khởi động được. Vậy thì các bạn sẽ đấu nối lại dây nguồn cấp cho kim phun này. Theo như kinh nghiệm thực tế mình hay thường gặp và mình hay chuẩn đoán rồi là mình tìm kiếm, thì như cái búa dây điện này, quá trình xe vận hành lâu, xe bị rung rằn, đường dây điện bị quạ sát thì sẽ sinh ra tình trạng là bị đứt ngầm dây điện các bạn nhé. Nếu như tình trạng mà các bạn đang xử lý cái dòng xe FI như này mà xe báo lỗi thì các bạn cần tháo mở cốp in để kiểm tra những búa dây điện như này để tìm kiếm ra nguyên nhân một cách nhanh và chính xác nhất. Với anh em mà có máy đọc lỗi, chuẩn đoán lỗi thì anh em và các bạn tìm kiếm nguyên nhân nó lại rất chi là đơn giản rồi. Nhưng còn với những anh em mà đang học nghề, là anh em mới vào nghề, hoặc là các bạn mà không có máy đọc lỗi, chuẩn đoán lỗi thì các bạn sẽ xem video của mình và có thể là tham khảo và áp dụng từ cách đọc lỗi cho đến cách kiểm tra, chỉnh sửa và sửa chữa trên cái dòng xe FI này các bạn nhé. Với những các cái búa dây điện như này thì các bạn cần băng keo chặt chẽ giúp mình để quá trình xe vận hành lâu sẽ không bị quả sát và sẽ không bị đứt ngầm dây điện. Ok, khi các bạn đã đấu nối xong dây nguồn cấp cho kim phun rồi thì đến lúc các bạn sẽ kiểm tra lại như cái giắc điện kim phun này lại một lần nữa này. Trước tiên thì các bạn cần kiểm tra cái dây màu điện trắng này trước này, xem là nguồn điện 12V sau khóa đã cấp đến giắc điện chưa này. Khi mình đấu nối xong thì bây giờ cái dây màu điện trắng 12V sau khóa đã có điện này. Đồng hồ đã báo là 11V7 rồi. Đây các bạn. Khi các bạn kiểm tra dây màu điện trắng đã có nguồn điện 12V sau khóa rồi. Tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra luôn cái dây màu hồng xanh này. Các bạn ghim đồng hồ vào giắc này. Sau đó các bạn sẽ bật chìa khóa điện. Đấy, ngay bây giờ thì đồng hồ đã báo là 11V6. Vậy là nguồn điện cấp cho kim phun đã đến giắc này rồi. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành các bạn ghim giắc điện của kim phun vào. Khi các bạn đã đấu nối xong dây nguồn cấp cho giắc điện kim phun, các bạn đã ghim chặt chẽ giắc điện kim phun rồi. Đến bước các bạn sẽ bật khóa điện để các bạn test thử này. Các bạn chú ý đèn báo lỗi. Khi mình đấu nối xong hệ thống dây nguồn cấp cho kim phun thì bây giờ mình bật khóa điện, đèn FI không còn báo lỗi số 12 nữa các bạn nhé. Và ngay bây giờ thì mình bật chìa khóa điện thì bơm xăng cũng đã hoạt động này. Ok, khi đèn FI không còn báo lỗi số 12 và bơm xăng đã hoạt động, bây giờ thì mình sẽ đề cho xe nổ khởi động này. Hệ thống đề các bạn cần phải test lại vài ba lần xem là đã hoạt động tốt và ổn định chưa. Như vậy là video vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho anh em và các bạn biết được cái nguyên nhân và cách khắc phục xe Vision đời 2013 báo lỗi số 12 là lỗi của kim phun, nguyên nhân là bị do đứt dây nguồn cấp cho kim phun. Cách khắc phục thì cần phải tìm kiếm đấu nối lại dây nguồn cấp cho kim phun để xóa cái lỗi số 12 trên dòng xe Vision đời năm 2013 này, và tình trạng của xe cũng đã không nổ khởi động được. Anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin hợp trên chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.